Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Bát Thanh Niên. Chào mọi người đi nào, Bát Thanh Niên ơi. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với những hòn đảo siêu siêu quen thuộc các bạn ơi. Đấy, rất là lâu rồi mình chưa có tham gia Lucky Block Bad Goo các bạn. Đấy, ngày hôm nay chúng ta comeback lại nha. Trời ơi, Lucky Block mới rất là xịn sò này thôi nhỉ. Mỗi người một đảo thôi chứ chả ai team ai đâu. Núp vào em rồi nhá. Hôm nay có sắt nè. Hôm nay không có Lapis rồi, Lapis biến mất rồi. Ngày hôm nay là đây. Rồi, ôi, nghe đâu chủ map giới thiệu đây là Lucky Block Universe các bạn ơi. Đấy, đại khái là ngoài vũ trụ. Đấy, đại khái là ngoài vũ trụ nha, không có ở trong trái đất đâu. Thế nên là chắc là những món đồ đẳng cấp lắm. Ui giời, nhìn nó vẻ là mang tính chất ui giời, tương lai thế nhỉ. Kiều ngoài hành tinh toàn đi ngược hay đâu, kiều ngoài hành tinh đâu. Ui giời, ok, Coleman các bạn. Ui giời, lúc được gọi là cái gì đây? Tanh à? Ôi thôi, mấy cái đồ nó có dòng đỏ này, tốt nhất không nên mặc. À, không nên mặc các bạn. Ui, Enderman nó đèo nhau đi chơi kìa. Chúng ta được một cái gì đây? Ui, một cái dây màu đỏ á. Ok. Nhà mình nhưng mà hơi lắm nhỉ. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Thế nên được, ui, núp được một cái cung cũng màu hồng này. Infinity Bow. Nhưng mà tên nó màu hồng thôi. Rồi, ok các bạn. Không sao. My god. Một thanh kiếm Star các bạn ơi. Ui. Ui giời ơi. Cái đầu đài gì luôn này. Ui. Ui dữ không mà. Ui, thanh kiếm này là mình cầm bình thường thì nó không ăn, nói chung là không ra gì đâu, nhưng mà ui giời ơi. Giống kiểu siêu nhân các bạn. Ui giời ơi, được. Đấy thì ui cái gì đây? Search for me à? Ok. Như xâm xét. Ui giời. Ok các bạn. Chiến khai. Ồ, không có gì à? Ủa, xe lửa không. Thôi mình cứ đập tạm thời là một stack thôi. Mấy cái giếng này thì thôi các bạn không động vào. Ai nhá, ai đập đen tối đi. Cái gì đấy? Không thấy cái gì các bạn ơi. Yêu cầu là gọi là cho trời sáng này nhá. Trời ơi, lại thêm một cái gì đây? Powerful. Cái này không có mặc các bạn, mặc mấy cái đồ này nó không gỡ được đâu. Sao mấy thanh niên này đập ra sấm sét vậy? Ui trời ơi, cái áo này. Thiếu cái áo này cũng không. Mình được cái quần gì đây? Sao mấy thanh niên đen quá nhỏ không à? Ultimate màu hồng này. Trời ơi, mình cũng không mặc đâu bạn ơi, mình cũng không mặc đâu. Ui. Thôi từ từ đã mấy cái đồ. Ui giỡn mặt này. Giỡn mình không dám mặc vội các bạn ơi. Ultimate thật đấy, nhưng mà từ từ. Đây là hay. 4/8. Cái này xịn hơn thế này mà không mặc thì hơi phí các bạn. Ui giời ơi, cái này là hai cái này đồ khác nhau. Được kinh nghiệm là được yên chén đâu rồi. Làm sao? Làm sao? Ui giời, con này mày nó đâu? Ui giời. Áo ánh à. Ui giời. Con nào là con thật đây? Con nào? Con nó thật. À đây rồi. Ui giời. Con nào? Ui, con này khỏe thế nhờ, mình sờ trang level 4 mà, sao túi om vậy? Chết dở rồi, mù màu rồi các bạn. Đâu rồi? mù luôn rồi. Mù luôn rồi, không thấy chúng nó đâu rồi các bạn. Ui, ok, tiêu diệt được nó rồi các bạn. Cái gì đây? Được đồ kim cương, cái xịn phết đây. Được các bạn ơi. Được đôi dài mang được đúng một lần. Hả? Ui, sao? Cái gì đây? Đâu, có đồ xịn lắm. Con ma, các bạn ơi, thôi nó khử mình rồi. Con ma này nó khó chịu lắm các bạn. Nhưng mà không biết là trời sáng nó có hoạt động hay không đây. Đi ra lấy kim cương thôi. Thanh niên kia. Ui, con gà này nó tên là con dịch. Ôi trời ơi, có cúp gà. Ok, đâu Vanh thích lấy kim cương phải không? Núp cũng ra gặp Vanh luôn. Trời, Vanh chả lấy hết từ lâu rồi. Kìa, thôi ông đừng bốc phét nữa. Ông giờ ông mới bắt block, ông ngồi trong mồm điêu hả? Vanh ra đây từ lâu rồi. Từ lâu à? Từ lâu à? Ok Vanh nhá. Vanh từ lâu. Vanh đã già lấy hết luôn. Ok bạn. Đấy. Ra thì lúc mình có thể đổi sang tay này mà. Nhưng mà nó vẫn thế các bạn ơi. Giỡn mặt hả mày? Thôi cầm này đi. Chờ xíu nút qua đây, nó bắt block qua đừng ai bắn nha. Nam tử hán đại trượng phu không bắn lén nha. Rồi. Nhưng mà này nam tử hán đại trượng phu không bắn lén nha. Đây rồi. Cái gì anh? Ui giật cả mình. Đã nói là phải mừng nhá. Ui ôi. Nó nghe thấy tí tiếng gì nó kêu bạch bạch. Ui giời ơi. Thanh niên nào đây? Thanh niên Vanh. Thanh niên Vanh đập Lucky Block quả ở giữa map luôn.
Đâu, mày đập cái gì đâu mà. Thế sao có cái con mắc mà nó to tù lù. Mắc mà rồi, đúng rồi. Đấy, ừ thế đấy, không đập bất kỳ lắc thì cái gì? À thì cái gì đâu à? Thì nhìn rồi. Chúng mà biết cái nào lễ hội. Vành. Vành này xin nhá, vành nổ à. Ôi giời ơi, vành nổ được có mỗi một block và vành thôi. À thanh niên này không không biết đào, không có đào thì thôi đừng có phá hoại coi. Trời ơi. Tính ra thanh niên này mày đào bằng kiểu đấy. Đào kiểu đấy được có mỗi một block này. Mày bự. Mày thanh niên kia như nhà khốn khổ tôi thấy là bà cái quá nhiều không à. Mấy thanh niên tôi thấy cũng khốn khổ, hình như có mỗi tôi cái đồ vip thôi bạn. Được cái xe. Mẹ, thế được cái xe à? Ui, được cái gì đây? Xe ngoài vũ trụ à? Cái xe đáp được đúng một cái ạ. Ui, ủa sao xe lại đáp được là sao? Nghe nó vô lý. Dạ. Xe gì ấy. Ui, đau nhỉ. Kiểu xã hội đen ấy. Ok, lại có cả vụ xe xã hội đen nữa. Nghe nó ghê gớm này. Lại một thanh kiếm này. Kiếm này thanh kiếm gì đây? Ui. Thanh kiếm này nhiều khả năng vậy. Trời, nó bay luôn. Ui, thanh kiếm gọi là cho mình đâu ta nào. Cái gì mà da cu da gì ấy. Thanh kiếm này nó ở đây rồi. Ở sở trang ba và regen máu à. À cũng được các bạn ơi, thanh kiếm này sẽ tăng cho mình regen máu nhưng mà mình thấy rằng là kiếm star này vẫn hơn này. Ở 24 đam. Ui giời chạy nhanh. Kiếm. Cái gì đây? Thanh niên đập cái gì nó lắc luôn đây. Tăng okay. Tăng bút là cái gì đây? Tăng bút à? Ui giời. Ui giời. À ô tô à. À ô tô to thế. Ui xăm xét. Ô tô. Và ô tô ném mới bảo sao thanh niên banh một ném được một cái thôi á ô tô đấy hả? Trời ơi quả ô tô to dã man 1000 đấy. Bảo đang bắt không được ném. Ờ người ta bảo không được này, người ta bảo không được bắn. Ờ chứ người ta có bảo không được ném. Ô được cái gì đây? Cái gì đây? Ô. Ô. Nhân. 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 Ta mạnh quá, chúng ta mạnh quá các bạn ơi. Có cái boomerang này xịn lắm. Vành tuổi gì, vành ngon ra đây. Thật đúng rồi, tầm này vành tuổi con tôm nha. Tên là vuông, vùng đất này là của mình các bạn. Rồi, thanh niên vành có qua đây không? Mình để ý xem. À, phải kiếm cái áo đã. À thế à. Ôi, cung toàn cung lắm nữa các bạn ạ. Ờ, ôi áo kim cương này, không ăn thua bạn. Rồi, thế này lại tối thui rồi. Lại tối thui rồi. Ờ, đang bắt block thanh niên làm có vui giật mình. Chắc là vanh rồi, thấy vanh kêu ai da là chỉ có vanh rồi. Vanh. Ui, đấy. Tôi lại thấy kêu ò é rồi, cái gì đây? À, hình như là cái này hình như là nó phải mặc đồ này các bạn ạ. Nguyên một set là chúng ta sẽ có cái gì đây? Protect Dam với cái răm 2, ok. À, nhưng mà chắc là được nguyên một set đồ khó. Cái gì? Baby Steve. Baby Steve hả? Ôi giời ơi, con của Steve đây. Ui giời ơi, tốt tem luôn. Ê, xịn quá nhỉ. Các bạn tự nhiên. Chiến luôn. À, chiến luôn à? Vành vành chiến luôn các bạn ạ. Thế thì thôi, mình cũng đón tiếp vành nồng nhiệt thôi chứ nhỉ. Để biết làm sao bây giờ. Ok bạn. Bánh đâu? Qua đây, come here. Ok. Ừ, lấy rookie block tiếp đã. Cái gì đây? Đập hết 2 block, 2 tấn tách rồi. Thanh niên nào đây? Là đây đánh nhau đây, tập trung là đánh nhau đi, giật mày trốn đâu. Làm cái gì? À, thanh niên cũng có kiếm giống mình này. À, ghê đấy. Ghê đấy. Ghê đấy. Úi giời. Ông núp khỏe lắm. Ờ. Núp khỏe hơn. Cái gì đấy? Định kia nó rớt sao nó không quay lại người nhỉ? À, đau thế thanh niên. Thanh niên vành ném cái gì đâu. Ghê đấy, các bạn ơi chết dạ rồi. Bùm mê răng à, bùm mê răng với chúng tôi à. Ok, hồi máu đã bạn ơi, hồi máu đã. Đâu rồi, thanh niên đâu rồi? Ô, thanh niên lại đi đâu rồi? Ô, thanh niên thất ẩn thất hiện như ma vậy? Mình sát đã. Đi là ma đấy. Thôi, tới nha, mình là đang gọi là ở bên đất nước mình là đang đáng quan rất đáng quan ngại nhà thanh niên vanh, mình sẽ đi phá rừng thanh niên vanh trước. Ở kia đằng sau này không đánh gì. Không, người ta ok người ta qua đây. Người ta thích nào thôi. Tưởng nha, mình phải về nhà nhanh thanh niên sang nhà mình á. À, đáng quan ngại nhỉ. Cái đấy chỉ ném được một đường thẳng thôi và nó rất là khó, hiểu chưa? Đừng có nghĩ rằng là mình hiểu không? Vanh định ném cái gì? Ê, con mất luôn rồi. Rồi Vanh đi rồi nhá. Trừ khử ngay. Ủa ơi, cái của Vanh giống như cái lò xo dây thun đấy. Úi ơi, cái gì đây? Cái gì đây? Nhờn. Con rồi đây. Nhờn. Tôi mạnh rồi, tôi mạnh. Mày à? Mày à? Mày không? Có thật sự là mày không? À. Chó à. Vẫn không xi nhê, thế đâu ạ? Vẫn không có xi nhê. Zeno định làm gì? À, Zeno định làm gì? Zeno định làm gì?
Dê đô định làm gì? Combo suy yếu bạn. Thử nhá, thử hồi máu đã. Ê à, lại cái gì nữa vậy? À, thực ra là mình đang bị đói các bạn ạ. À, thanh niên Zeno cũng gớm đấy, gớm mặt đấy, gớm mặt đấy, cũng đẳng cấp đấy. Từ đấy nhá, mình sẽ phải đi qua nhà thanh niên này nhá. Món quà từ vũ trụ tặng nút đây. Cái gì? Ai à? Cái gì đây? Món quà từ vũ trụ. Món quà vũ trụ này, món quà vũ trụ này. Ok, bạn đây. Thanh niên bắt bỏ lóc quá chịu thật. Ok, à, định làm gì, ta có hồi máu, chúng ta hồi máu đã. Ôi giời, regen level 3 cơ mà, lo cái gì. Bắt thang và các bạn. Ui rồi cái gì đây? Nghe nhận. Wa! Rồi ok đi rồi. Hay quá. Hay quá trời ơi, tôi bỏ tôi tẹt ra. Không sao, không sao. Nhà mình nhà Emerald nhỉ. Ok. Không phải đâu. Chúng ta phải trừ diệt hậu họa bạn ơi, thanh niên Zero hơi nguy hiểm rồi. Thanh niên chắc là cũng có giáp xịn đấy, xịn cho con bò đấy, nhưng mà không ăn thua. Kiếm mình tính ra kiếm mình hai mấy năm mà. Okay. Ủa sao gọi là sao cái củi lửa gì vậy? Hỏi thanh niên Zeno ấy chứ trời hỏi gì đâu. À, thanh niên Nhờ. Ủa vậy? Nó từ đập lửa chưa ra đi nút vậy ảo. Trời ơi, à thanh niên này vừa về. Ma tốc độ quá. Làm sao? À, làm sao? Ui dồi ôi, cúp đâu rồi? Cái gì đây? Con gì nó đánh mình kìa? Ai à? Quá chiêu vậy? Chào bác. Cái gì? Đi chỗ khác đi. Ơ cả hai thì mình đánh nhau à? Tự nhiên mình phá sự như thế này. Ai à? No. Trời ơi. Tính ra là cái kiếm của mình hồi máu hơi chậm nha. Rồi ok không sao. À, tôi cầm lại cái tô tèm đã. Xem nào. Nên mặc đổi bộ áo sắt này. Cái này Protect level. Tôi đã đổi cái này đi. Đã thế thử xem là nó khác biệt không? Mặc vào là không có cởi ra được đâu các bạn. Nhưng mà nó tăng cho mình 20 đam mà. Ôi 20 đam mà cũng đẳng cấp đấy. Cho xin vài mũi tên đi. Đúng rồi. Có chắc chưa? Ôi giời. Sao thuyền không dây? Rồi. Ôi giời. Rất cục hình luôn, đang ăn cục hình mà. Okay. Chết bởi con cá bạc luôn. Quá gà. Quá lon. Quá non. Ôi giời ơi. Thả luôn chứ mấy con này khó chịu quá. Thanh niên Zeno nuôi các bạn. Ai à? Ơ kìa. Tính nhiên nó bắn mình rất cố đây này. Khó chịu thật sự bạn. Không qua được đâu. Cày thế nhỉ, đã thế không thèm qua nữa bạn. Để mình đập thêm, tầm này đập thêm thôi thì chắc là đây cho Vanh ngồi đấy, Vanh xem đi. Uầy, Vanh. Vanh bây giờ đi cho làm cục tình báo nha, Vanh sẽ đứng đây thấy ai sang nhà núp Vanh alo cho núp nha. Ok. Alo là có. Đây Vanh sẽ đi đập. What? Ok, đập cái gì đây? Này nha, không đập được. Nha. Thôi bây giờ là khoai Vanh chứ sớm quá thì ok cho Vanh hồi sinh được một mạng đấy, anh em có đồng ý không nhỉ? Ok. Đấy. Biểu quyết. Ba lần ok. Bây giờ phải biểu quyết chứ bây giờ nó không đấy, núp là ok núp đồng ý nha. Bây giờ nhá, bây giờ Vanh đập hòn sỏi, nếu mà đập 3 lần ra là được hồi sinh. Ok ạ. Hơi quá nha, cái này hơi quá nha. Đập 3 lần là được ra hòn, được ra đá lửa thì thật sự nó rất là khoai. Ok bạn ơi, cái giày này, không, cái này không được các bạn, hơi chết dở rồi, mình lỡ mặc cái kia, cái mũ này. Okay. Mình đi sớm quá mình ơi. Đi xa quá. Mình đi xa, đi luôn Vanh nhá rồi. Không sao, cho Vanh một mạng là làm lại đổi đời còn gì nữa gì. Cho Vanh một mạng đúng không? Nó đi đánh luôn. Chết rồi. Đấy nha. Trời ơi, Vanh xem thế nào, tự bảo vệ bản thân mình đi nha. Nhưng mà Zeno cho Vanh đánh trước. Cái gì đây? Đánh không có gì. Con gà này, con gà này. Ném à, ném cái gì đây? Ôi rồi ôi, tưởng thế nào, núp mạnh hơn rồi Zeno ạ. Núp mạnh tất cả hơn các rồi. Cái gì lại thách, lại gáy à? Lại gáy dơ à? Đánh trước, lại đánh trước một cái. À thế à? Đây mình đánh chém trước đi. Đâu. Thôi, ai đi mà solo, rảnh đi mà solo với thanh niên. Đây nhá, đừng có ra đây đánh luôn nha. Đỡ thiên nhá, không chung đỡ thiên. Ủa, cái gì đấy? Ui, cúp à? Ui, cúp nhanh hơn các bạn. Ui, đáp một cúp à? Càng mất rồi. Cái gì mất nào? Wow. Người ta có dao kèo hết đâu vào đây. Mày đi rồi nhá. Mày không cứu. Ok ạ. Mày
ra gáy sớm mới chết queo lần hả? Trời ơi. Được thành hình thái. Ôi trời ơi. Cái mặc lại này bạn này. Coi khi sẽ nhỉ. Tính ra là set đồ này mình phải mặc nguyên một set cơ thì mình mới gọi là được. Đói không? Đói không? Đói cung không? Đâu, có. À, mấy có khủng à? Này nha, ok, mấy chơi gì kỳ lạ vậy? Hả? Chơi. Này kết hợp à? Không, người ta chơi nhau rồi. Tìm mắt nha, tìm mắt nha. Đâu rồi, cung đâu rồi? Đây. Tại cái sống set à? Cung xịn. Toàn linh tinh được bạn. Đã nhặt đâu khác. À, mình trình điện tìm áp các bạn, tôi chuẩn bị phải ra tay rồi, tôi cho biết thế là lễ văn hội các bạn. Ô, đây có cung xịn hơn như đâu ạ. Ôi, thức ăn này. Cung gì bắn gì vậy? Ui, đúng quá, cung Infinity này. Giúp mấy thanh niên. Giúp. Cung này bắn đúng này, thẳng thôi. Mày lại đi giúp các bạn ạ. Mày đi giúp gì đấy? Ui. Gửi vô, cung bắn có được thẳng như đâu ạ. À, khiên à? À, mình có khiên bạn này. Thôi từ từ đã, mình cứ bình tĩnh thôi. Nó nhịp lép à? Mình cứ bình tĩnh thôi bạn. Ui giời, ui là cái gì đây? À, cái xẻng các bạn ạ. Ui giời, cái xẻng nhìn giống như kiểu cái búa đây. Mình mà có cái cung này sớm có phải là ui, cái bá. Cái gì đấy? Cung gì đấy? Power level 1000 à? Ui giời. À, cung vừa bảo vệ, vừa tấn công. Con này nó nghị lực vậy? Rất nghị lực. Tài luôn cái con rơi nghị lực nó đội đâu đó khoảng ôi đó rồi, cái đó rồi sao một đống con giống này chết giáo rồi, mình nhầm cầm nhầm ạ. Đây phải như này thì hình như là đây đúng rồi, nó mới có hiệu ứng sờ trang kháng lửa ngoài. Ui cái gì đây? Ui demon cái gì đây? Lò nung. Ui lò nung không cần gọi là ấy luôn này mọi người, tính ra là không cần nguyên liệu luôn này, bỏ vào cái nung được luôn. Ui đẳng cấp thế nhở. Tự nhiên mình thử đào à. Cung của Khang giống của anh ấy nhở. Đây ok. À không làm gì có. Ok. Đây okay. Mình bắt rồi. Cho mấy anh nhìn đánh nhau bạn ơi. Mình cứ đứng đây thấy. Ui. Nghe ai. Trời ơi. Có lò nung chất lượng thật. Lò nung ác quỷ à. Demon mà. Ta có cái gì đây? Jagua. Ui. Toàn mấy cái gì không à. Ôi nhưng mà chắc là nguyên liệu chế tạo gì đó ở ngoài trái đất rồi các bạn ơi. Hay quá. Đấy dối. Hay quá bạn. Cái này nó giúp mình ích, giúp ích ai. Rồi ok bạn. Cái gì đây? Bắn gì đây? Bắn gì? Ôi giời bắn đi. Ôi giời ơi, bắn đi. Bắn đi. Không có suy nhê đây nhá. Giời này chứ. Dám đổi khiên với thanh niên này. Mình sẽ đào thêm ít ấy đã. Ê, à, cái gì đây? Tên con người lợn này, mình có đánh nó đâu nhỉ? Mình đánh thanh niên Khang, mà thanh niên Khang họ hàng với quả con người lợn à? Ok, cái đó mình xem. Khuyên à? Cảnh thế nhỉ? Thôi, thế thôi, lại trốn. Cái gì đây? Ui, cái này, boy có lợi đấy các bạn. Để kháng level 5. Vì ghen máu là level 5 nhưng mà được cái là bị gọi là bị chóng mặt đâu rồi, thế nhiên đâu rồi. À thế nhiên đang lấy đồ à, ok thế thôi, lại sĩ khoa vị quý. Ném gì đây ném gì nhỉ? Ai giỏi ơi, ngon đấy, không bằng đùi nhỉ. Kim cương gì muốn sao bắn rơi từ chân bắn rơi xuống chân cái đầu anh cái đầu. Ôi gì đây? Ôi siêu nhân chấm xếp. Chứ bắn chính hai. Đánh gì vậy? Chết chắc rồi. Hàng chết chắc rồi. Thật thì người ta có Enderbeer gọi là dính cổ. Ủa sao đất này vậy? Ủa chứ mình có Enderbeer vĩnh cửu luôn hả? Ghê vậy. Ở đâu này cũng anh này, bắn MC random Enderbeer. Ok. Nó có này có cả đồ của Vanh MC ở đấy đây. Ok bạn, từ nha, mình chế tạo cái gì đó. Cho mấy đinh điên đánh nhau nè. Ủa sao đây trong chân lắm rồi. Ok bạn, thôi đi chiến rồi, lên đường rồi. Lao núp. Giật cơ mình thả, đứng lù lù này đi chỗ khác nha. Sao, làm sao, như nào. Chết rồi mà, vậy anh. Đánh đi. Xem mấy thanh niên rồi. Một chém, trời ơi, đã bảo rồi, tầm này không có chống lại được đâu. Tới nhà mình sang nhà Zeno đã, nhà thanh niên Zeno ở hơi lâu. Bắn gì đây? À, bắn hơi nhiều. Bắn hơi nhiều Zeno ơi. Rồi ok bạn. Ui con cá nào chấm ghê thôi xong rồi. Nhà vừa lấy. Ui rồi. Cái này làm bẫy quả bẫy ghê đây. Người ta bẫy dữ vậy. Bẫy ghê đây. À được rồi. Sẽ cứu Zeno. Cũng được rồi. À. Woohoo. Ok. Ok, đi kia đứng ở dưới rồi. À, cứ nhanh đây. À, nó hú xong cái đi tu hú luôn. Ok, không sao, không có gì cả. Bạn chơi mấy con búp bê gì đây?
đâu, búp bê nào. Đấy, con búp bê bé này. Thanh niên bị tiêu diệt xong rồi lên chơi búp bê à? Trời đất ơi. Thật là quý phái các bạn. Ok. Đánh bài giới tính không? Quá bánh bị quần ràng buộc ở đây thôi. Thanh niên té rồi. Thanh niên té à? Nhà thanh niên Zeno bắt block quá chịu thật sự bạn. Đã thế đổi hướng sang nhà thanh niên Khang thôi. Ok. Sao quẹo lửa nhanh đấy. Người ta quẹo nhanh chưa? Không, nhà cũng khó đi lắm. Con ma này khó chịu thật. Ui thôi. Thanh niên Vanh hình như là đại tử thanh niên Vanh các bạn ơi. Mấy con này khó chịu quá. Mấy con hồn ma bay á. Cái này chơi cái này. Lũ đang phải solo mấy con ma đây. Đúng không? Uầy, quả kiếm lửa ghê thật sự ạ. Nhờn. Nhà em được Herobrine bỏ rồi đấy. Cái ai à? Anh quay bản gì không? Đọc bản đi. À, sao nào? Mình sẽ gọi là bắt block qua bạn. Nhưng mà chắc là phải chờ thanh niên Zeno về nhà. Chứ không thì... Anh đi Zeno rơi ở đấy, nút đập đi. Ok, nút bè, nút về nhà, nút solo trực diện luôn nha. Nam Tử Hán đệ nhiệm vụ là chơi trực diện luôn chứ không cần gì vậy. Nào, nhận một hit. Lắp nào, nhanh lên. Bắn được bao lâu? Bắn được bao lâu hả? Thì kiếm lửa đây không? Kiếm lửa đây không? Cho cháy đã. Rồi ơi. Ai kiếm tốc độ này. Con thỏ đệ tử. Nhận, rồi ok. Đi rồi bạn. Tính ra kiếm lửa cũng xịn nhở. Thế là kiếm lửa có 9 gọi là sức tấn công đó bạn. Thanh niên bắn đâu đây? Chưa thấy nha, chưa phát hiện đối thủ nha. Thế mà phải chạy đã. Ui giời, nó chạy nhanh lắm. Thanh niên bắn sao chuẩn được. Ok bạn. Thanh niên đang hình như đang bẫy mình đấy bạn. Tôi nghi ngờ lắm nha. Đâu có bẫy gì đâu, cái này của Zeno ấy. Ok à? Lọt hố rồi. Đi tự thế. Không phải, không có té mà là Thanh niên đào cái hố ở đây này. Chứ không phải tự té. Thả lúc chứ. Ui giời. Tấn công. Đây có heo gai bảo vệ rồi. Hello này. Đâu. Không qua được à. Từ nha, đã thế để núp đánh con này đã nhỉ. Sao bắn đi vô là mình té ta. Hả? Cây đấy nhỉ. Đi lượn của à. Rồi để đâu xem nào không qua được. Thanh niên xây cái gì đây đây. Thanh niên xây cái khỉ khô có gáy gì đây đây. Bẫy đấy. Cẩn thận. Rồi, ôi bẫy ạ. Ok. Cái cung này bắn một bay không đẻ bắn kia đấy. Cung gì ảo đây. Đây. Cung gì ảo đây. Sao bắn không có trúng ấy? Ủa, thế nên bảo vệ được hay ấy. Đâu? Sáng tạo. Đâu, mà đây đổi cung lấy kiếm nha. Đây, đổi cung lấy kiếm này. Cho kiếm xịn luôn này. Đổi cung lấy kiếm à. Đây, cho cung này. Đây, từ nha, đâu, từ nha, đâu. Cái này khó rồi mà. Ủa, cung bắn chuẩn này còn gì ơ? Ờ, nhưng mà nhìn... Ờ, nhìn nó liệng này. Ha, cung này liệng á. Từ nha, đâu, bắn gà nào. Đâu, bắn vẫn trúng mà. Ơ. Ảo vậy? Ô đâu, thử xem nha, đâu từ nha, mình sẽ đứng xa đâu thanh niên. Á. Ờ ha. Đây bắn liền đây, đây bắn cái gì đây? Đây. Thế à, nó đùng ngoài hành tinh dùng rồi. Đây đúng rồi, Universe Team. Ok, chúng ta gọi là quả bắn này thì đúng thật là đúng thật. Cái này phải mang rồi. Ui giời, mang thước kẻ ra để đo xem căn đo đong đếm của bạn ơi. À thôi thì thanh niên Khang đi rồi thì thôi chắc là không cần phải. Ui dồi ôi, okay. Chúng ta ra giữa đấy. Rồi, thanh niên này yếu xíu à. Tính ra bộ áo giáp của mình ghê thật các bạn ạ. Đấy, mặc xong cái áo này vào tăng 20 đam nó khác biệt hẳn. Đánh một cái nó ăn hit liền. Ok, thì có lẽ rằng là cái mini game ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đấy, thì ngày hôm nay là bọn mình đã gọi là tham gia xong cái Lucky Block Head War rồi. Thì nếu bạn nếu thích thì đừng quên để lại một like đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong nút tìm. Ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye.